tiên năm mới thì chúc mừng sức khỏe đến tất cả các anh chị em ở đây cùng gia đình, người thân. Một cái năm mới đầu tiên là sức khỏe, rồi an lành, rồi mọi việc tốt lành cát tường sẽ đến với từng gia đình một. Những cái điều khó khăn chướng ngại sẽ được tiêu trừ, và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một năm mới với một cái tinh thần, một cái năng lượng, một cái trí và một cái thái độ làm việc tích cực để chúng ta có một cái năm tốt lành.